Chào các bạn, đầu tiên thì mình sẽ khoe, sẽ đúng theo quy trình để các bạn có thể cân nhắc theo hay không keo. Đây là số token CHNG, token chứ không phải coin các bạn nhé, mà mình đã gom được cách đây hơn 1 năm. Các bạn có thể thấy được giá trị của số token này tại thời điểm hiện tại đã gần 500 đô la Mỹ. Cũng khá nhiều phải không các bạn? Điều đặc biệt là cái số token này mình gom được bằng cách tương tác với mọi người trên nền tảng Twitter để có thể nhận được. Hay nói đơn giản là mình tham gia một cái dự án token free và bây giờ mình có tiền thật. Đấy là câu chuyện của hơn 1 năm trước. Còn bây giờ mình vẫn đào Pi, vẫn đào ICE và nhiều coin khác họ đang phát free. Hy vọng những coin này sẽ cho mình được những cái con số như CHNG đang cho mình hiện tại và mình mong chờ nó còn cao hơn nữa các bạn. Bên cạnh đó, nền tảng Twitter trước đây và bây giờ là X đã cho phép chúng ta kiếm được tiền trên những cái nội dung mà mình chia sẻ trên trang cá nhân X của mình. Vậy làm cách nào để có đủ điều kiện kiếm được tiền từ X? Bạn phải có số lượng người follow nhất định mới đủ điều kiện được bật kiếm tiền từ X. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không thử đi các bạn. Mình và các bạn cùng follow chéo nhau để cùng tìm kiếm cơ hội kiếm tiền được từ X như mình đã từng kiếm với dự án CHNG trước đây các bạn nhé. Hãy follow mình và để lại đường dẫn đến trang X của các bạn trên những cái dòng bình luận trong clip này. Mình sẽ vào và follow chéo lại các bạn. Hãy nhanh tay tìm kiếm cơ hội kiếm tiền với X cùng InvestTV các bạn ơi.